Em ơi, hàng bãi thợ máy xin chào tất cả các bác nhé. Hàng ngày đi bãi săn hàng thì sẽ có những cái món hàng mới về phục vụ cho các bác, và sẽ có giảm giá những cái mặt hàng cũ bán được chậm hoặc là lâu ngày không bán được, sẽ có giảm giá sâu xuống cho các bác nhé. Đấy, hôm nay thì em sẽ có một ít cái linh kiện, thì vào luôn chi tiết từng sản phẩm cho các bác nhé. Em về được một ít cái tấm inox như này này. Cái tấm mặt inox nhá, bên dưới thì nó sẽ như thế này, các bác có thể nhìn thấy nhá. Hai bên này, nó sẽ có hai cái gờ chắc chắn ở đây này. Ở giữa thì nó sẽ được dập một cái sóng lên để cho nó đỡ bị võng ở bên dưới, ở bên giữa các bác nhá. Đấy, cái mặt bằng inox này, mặt bằng inox này thì nó dày là phải 1.8 các bác nhá. Dày 1.8. Ở đấy là cái phần mặt dưới, còn đây là cái phần mặt trên các bác này. Đấy. Phần mặt trên nó sẽ như thế này. Đấy, khá là đẹp nhé. Hàng đã qua sử dụng rồi thì ở bên trên này có một cái, có những cái dấu là như kiểu là nó đã đẩy qua để lại rất là nhiều ấy. Đây các bác có thể nhìn thấy nó có những cái vết đẩy, nhưng mà nó không phải là rãnh đâu các bác nhé, chỉ là vết thôi. Đấy, chỉ là cái vết mình, ví dụ mình lấy cái khay mình đẩy nhiều ở bên trên thì nó chạy thành cái dọc thôi. Đấy. Ở cái trước sơ qua cho các bác một chút này, nó sẽ là dài là 60 này, rộng là 61,5 này. Đấy, có nghĩa là một chiều là 61,5 và một chiều là 60 các bác nhé. Đấy, ở giữa thì nó có một cái rãnh G này. Đấy. Cái cạnh này thì nó bo là 2,5 cm nhé. Bo 2,5 cm. Đấy. Bên hông này thì sẽ có những cái lỗ như này để các bác bắt ốc, bắt vít nhé. Đấy. Đây. Đây là mặt dưới này, các bác về có thể chế làm những cái khay hoặc là làm những cái bàn. Các bác chỉ cần làm cái khung bàn đó, đặt cái này lên, cái bàn này để ngoài trời thì bền thôi rồi các bác nhé, vì nó là bằng inox. Đấy, cái trước thì em đọc qua cho các bác rồi nhé, mà M1 này có giá là 550.000 đồng, được hàng khá là nặng các bác nhé. 550k có một mặt thôi, cái này em có một mặt thôi này. Tiếp theo là mặt E2 này, em cũng có một cái mặt inox. Đấy. Mặt inox này thì nó khác một chút là bốn cạnh của nó này. Bốn cạnh của nó thì cắt vuông góc khoảng 4 cm nhá. Có nghĩa là gắn cho những cái khung bàn mà có thanh nhôm 4 ấy. Đấy, thanh nhôm 4x4 thì nó gắn trên cái tấm khung bàn này nhá. Độ dày của inox này sẽ là 2 mm này, độ dày là 2 mm này. Ở các cạnh thì sẽ có lỗ ở đây các bác này. Đây có lỗ này, nó hơi bóng một chút các bác nha, vì inox rất là đẹp, nó hơi bóng một chút. Đây em để xuống này, thấy nhìn thấy lỗ đây này, đây một lỗ này, đây lỗ này, và chỗ kia lỗ, cạnh ba lỗ nhá. Cạnh này thì sẽ có hai lỗ này, đây một lỗ và chỗ này một lỗ. Đấy nha. Kích thước chiều dài của nó là 66 cm này, chiều dài là 66 này, chiều rộng ở đây là 54 cm nhé, độ dày là 2 mm, giá cũng là 550.000 đồng các bác nhé. Con này bóng và đẹp. Đấy. À, chỉ khác là cái cạnh của nó thì sẽ có cắt bốn góc vậy thôi, cắt bốn góc, bốn cái ô vuông 4 cm các bác nhé. Tiếp theo là mặt E3 này, có giá là 300.000 đồng. Đấy, em có những cái mặt này, nhưng mà có bo cạnh lên như thế này nhé. Cái mặt này thì nó có bo hai mặt, hai đầu như thế này này. Đấy. Mặt này thì có kích thước chiều dài là 54 cm này, chiều rộng ở đây là 28,8 nhá. Dài 54, rộng 28,8 này. Cái cạnh viền này nó bo lên là 4,5 cm này, cạnh viền này 4,5 nhá. Inox này là dày là khoảng 2 mm nhá, chưa được 2 mà 1.8 thôi các bác nhá. 1,8 mm đấy, chưa được 2 mm đâu. Đấy, nhưng cũng rất là chắc chắn nhá. Đấy, đây. Rất là dày và rất là chắc chắn này. Đấy, ở dưới thì sẽ có cái cạnh này, sẽ có ba cái lỗ này, các bác có thể bắt ốc làm bên trên làm những cái ghế. Cái ghế bằng inox rất là đẹp luôn. Đấy, các bác chỉ cần hàn ghế khung thôi. Bên trong làm cái mặt. Rất là chất lượng, mã E3 có giá là 300.000 đồng các bác nhé. Ở đây thì em có 4 cái nhé. Đấy, mã E3 này em có 4 tấm này.
Tiếp theo là mã E4 và mã E5. Hai cái mã này thì là những cái vòng tròn mà bên trong nó sẽ có cái bông tiêu âm này. Đấy. Cái vòng tròn bằng thép thì bên trong nó có bông tiêu âm để mà nó giảm được tiếng ồn nhé. Bác nào về chế cháo được cái món gì thì inbox cho em nhé. Cái vòng tròn nhỏ thì là 100.000 mã E4 này, và cái vòng tròn to hơn thì nó sẽ là 200.000 đồng các bác nhé. Đấy. Cái này là bán thanh lý cho các bác này. Các bác nào được việc thì inbox qua cho em nhé. Mã E4 và mã E5 100 và 200. Tiếp theo là mã E6 có giá là 80.000 đồng hai thanh nhá. Đấy. Hai thanh ở đây thì ống này là ống PVC các bác nhá. Ở bên trên thì sẽ có rất là nhiều những cái đầu phun này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gì đấy. 2 4 6 8 10. 10 cái đầu phun bằng nhựa các bác nhá. Đấy, ở trên thân ống thì nó sẽ có một cái vị trí để các bác có thể vặn ống nước vào để làm những cái dàn phun này. Dàn phun bằng nhựa thôi các bác nhé. Cái ống phun bằng nhựa. Kích thước chiều dài ở đây là khoảng 88-89cm này. 88,5 nhé. Đấy. Giá là 80.000 đồng hai thanh mã E6 các bác nhé. Nó là bằng nhựa thôi. Đấy. Lâu ngày rồi khả năng nó cũng vẫn để bên ngoài thì để bên ngoài trời lâu ngày thì chắc chắn nó sẽ có giòn vỡ các bác nhé. Bác lưu ý nhé. Để lâu ngày nó sẽ có giòn vỡ những cái ống nhựa này. Đấy, còn bình thường thì hiện tại thì nó vẫn ok thôi. Như mình khi mà mình phun để bên ngoài thì nó hay bị giòn vỡ do thời tiết. Còn mình muốn bền hơn thì phải dùng bằng những cái ống inox các bác nhé. Tiếp theo là mã E7 này. Đây em có một cái tấm nhôm, cái mặt nhôm, còn gọi là cái khay nhôm cũng được các bác nhé. Có giá là 300.000 đồng. Đây, khay này bằng nhôm dày 3mm các bác nhé. Đấy. Khay này bằng nhôm dày 3mm. Đấy. Ở bên dưới này, nó sẽ có một cái chỗ xám xám ở đây này. Đấy. Ở bên trên thì cũng có một chỗ xám xám đấy các bác nhé. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 74,5cm này. Dày 74,5 này. Chiều rộng ở đây là 35,5cm này. Rộng 35,5. À, cái cạnh viền của nó lên bo là 2,5cm nhé. Nhưng cái viền ngoài này này nó sẽ bo lên hơn. Nó sẽ bo lên là 5,5cm này. Đấy. Mã E7 các bác nhé. Có giá là 300.000 đồng. À, cái mặt này thì nó cũng có xám xám một chút này. Cái này chắc là mình lấy máy mài mài đi là nó đẹp thôi. Hoặc là mình về mình sơ mài đi sơn màu khác cũng được. Đây là cái màu nguyên thủy của nhôm các bác nhé. Mã E7 có giá là 300.000 đồng. Em cũng có một tấm rồi. Tiếp theo là mã E8 các bác này. Mã E8 có giá là 140.000 đồng. Em có một cái thanh nhôm. Đấy, thanh nhôm có chiều dài ở đây là 70cm này. Chiều rộng ở đây là 9,5 này. Dài 70, rộng 9,5. Độ dày là 5mm các bác nhé. Giá là 140.000 đồng mã E8 nhé. Cái này thì em có một thanh một tấm rồi. Tiếp theo là mã E9 có giá là 320.000 đồng này. Ở đây thì em có một cái tấm inox lỗ này. Đấy, tấm inox này có chiều dài là 59,5cm này. Chiều rộng là 33,8 này. Độ dày là 3mm các bác nhé. Độ dày là 3mm. Đấy, đường kính có cái lỗ bên trong nó sẽ là 4cm nhé. Cái lỗ này đường kính là 4cm. Mã E9 có giá là 320.000 đồng. 320.000 đồng một cái tấm lưới này. Tấm này thì hình như em còn một tấm thôi nhé. Cũng chỉ có một tấm thôi các bác nhé. Tiếp theo là mã E10 có giá là 150.000 đồng. Ở đây em có một cái thanh U bằng inox dày 3mm này.
U inox dày 3mm, có bản rộng ở đây sẽ là 11cm này. Chiều dài là 55cm này. Bo cạnh lên là 1,5cm nhé. Mã M10 150k một cái U inox như này. Tiếp theo là mã E11 này, 140.000 đồng. Con này thì nó dài 50 thôi các bác nhé. Dài 50cm, rộng thì là cũng là 11. Và bo cạnh vẫn là 1,5cm. Vẫn là cái U như này thôi. Đấy, mã E11 140.000 đồng. Tiếp theo là mã E12 có giá là 120.000 đồng. Cái tấm lưới inox này, tấm inox lỗ này. Kích thước chiều dài ở đây là 44,5cm này. Chiều rộng ở đây sẽ là 35,8cm này. Độ dày của nó khoảng 2mm các bác nhé. Đấy, tấm inox lỗ này ở chỗ lỗ bên trong có đường kính là 2cm nhé, 20mm nhé. Đấy, mã E12 có giá là 120.000 đồng. 120.000 đồng một tấm nhé. Đấy, tấm thì nó còn dính keo các kiểu ở đây này, đang còn dính keo về có thể vệ sinh qua các bác nhé. Mã E12 120.000 đồng một tấm, em có 2 tấm nhé. Tiếp theo là mã E13 này. Ở đây thì em có một cái hộp, cái hộp bằng inox nhé. Hàng này nó hơi móp một chút này. À, cái mặt bên trên nó hơi móp một chút nhé. À, bên trong thì nó là những cái bộ lọc than hoạt tính, lọc mùi ở trong nhà máy ấy. Thì mình về thì mình có thể tháo rời ra làm những cái bầu lọc này. Bầu lọc này, làm những cái giỏ cho những cái máy bơm nước vẫn được này. Và làm thêm những cái bộ lọc cho bể cá nhá, vì cái những cái ống này nó có thể là chuyển qua góc lại được. Mình có thể làm những cái thác nước cho cái bể cá được các bác nhá, bể cá trang trí rất là ok. Đấy. À, kích thước chiều dài tổng thể của nó sẽ là 50 cm nhé, 50cm nhé. Đấy. Chiều cao của nó là 17cm và chiều rộng ở đây sẽ là 19,5cm nhé. Cái nắp này thì nó hơi bị móp một chút nhé. Đấy. Này. Nắp này thì nó hơi bị móp một chút như thế này này, có một cái vết như thế này. Đấy. À, giá giảm xuống còn 580.000 đồng cho các bác nhé. Đấy. Các bác nào chuyển khoản thì em bao ship luôn nhé. Hàng khá là nặng, 8 đến 10kg cái cục này nhé. Đấy, hàng dày các bác nhé. Hàng inox dày, không phải hàng inox mỏng đâu các bác nhé. Đấy, hàng inox dày thế mà nó rất là nặng. Đấy. À, những cái đầu này này thì nó có thể là mở ra để xoay các góc các bác nhé. 4 ốc này, nó là hình vuông, có thể xoay các góc các bác. Mã E13 580.000 đồng các bác nhé. Tiếp theo là mã E14 này, có giá là 180.000 đồng. Em có một cái khay bằng inox như này. Đấy, khay bằng inox có kích thước chiều dài ở đây sẽ là kích thước chiều dài ở đây là 49 nhá. Chiều rộng ở đây là 14,5 này và chiều sâu ở đây này nó sẽ là 9cm chiều sâu của cái khay nhá. Phần này thì nó có cắt góc này. Cắt góc thì nó chỉ còn 5cm ở đây nhá. Cái phần cắt là 4cm. Nó sẽ cắt 3 mặt nhé. 1, 2, 3 mặt như này. Cắt đều 3 mặt luôn. Đấy. Mà E14 có giá là 180.000 đồng nhé. Chỉ có một cái thôi các bác nhé. Tiếp theo là mã E15 này. Có giá là 180.000 đồng. Em có những cái tấm inox như này. Đấy, tấm inox thì hàng thao máy thì có những cái lỗ đã được khoan sẵn ốc ở bên trên để họ bắt ốc, bắt vít các kiểu các bác nhé. Kích thước chiều dài ở đây là 34,3cm này. Chiều rộng ở đây là 32cm này. Độ dày là 2mm các bác nhé. Độ dày là 2mm. Mã E5 có giá là 180.000 đồng một tấm nhé. Em có 2 tấm này. Mã E15, xin lỗi các bác. Mã E15 có giá là 180.000 đồng. Em có 2 tấm nhé. Tiếp theo là mã E16 rồi nhỉ.
Tiếp theo là mẫu E16 này có giá là 140.000 đồng. Em có một cái khay như này. Khay thì sẽ có hai cái lỗ ở đây và một cái lỗ ở đằng sau này. Tổng là có 3 cái nha các bác nhá. Kích thước của phần khay này nó sẽ dài là 20 cm này. Rộng là 15 này. Và bo cạnh ở đây là 8 cm này. Ở đây thì có hai bên thì có hai cái tai này. Tổng chiều dài kể cả hai phần tai là 28 cm các bác nhé. Đấy, inox thì dày 1 mm thôi, inox dày 1 mm thôi. Mã E16 có giá là 140.000 đồng một cái nhá. 140 một cái nha các bác nhá, mã E16 này. Tiếp theo là mã E17 có giá là 150.000 đồng một đôi nhá. Hai cái ke. Ở đây em có hai cái ke bằng thép này. Đấy. Hai cái ke bằng thép này. Cái này thì hơi bị móp một chút, cái này dùng búa gõ gõ vào là được nhá. Đấy, nó chỉ phình ra thôi chứ không bị cong. Thế nên mà gõ gõ vào là được các bác nhá. Đấy, nó bằng thép và kích thước của nó này. Bán rộng là 13 cm này. Một chiều của nó là 25 và một chiều ở đây là 7,5. Độ dày của nó là 4 mm nhá. Độ dày ke thép là 4 mm, giá là 150.000 đồng hai cái nhá. 150k hai cái ke bằng thép như này này. Đấy, một cái thì nó bị ấy một chút nhá. Tiếp theo là mã E18 này, 140.000 đồng hai cái ke bằng inox như này. Hai cái ke góc bằng inox có kích thước này. Cái bản của nó sẽ là 30 cm nhé. Cái bản của nó là 30 cm. Một chiều sẽ là 9,8 và một chiều sẽ là 6,8 cm. Chiều này thì sẽ có hai lỗ và chiều này thì có rất là nhiều những cái lỗ đã được khoan sẵn và taro gen sẵn ở đây để các bác có thể sử dụng. 142 cái ke rất là to và rộng các bác nhé. Dày của nó là 1 mm thôi. Tiếp theo là mã E19 có giá là 250k, 5 cái ke bằng thép dày 2 mm các bác nhá. Ke này bằng thép. Đấy. Độ dày của nó là 2 mm. Đây. Cái này nó sẽ rộng là 40 nhá. Đây, cái chiều rộng là 40 vì mình để làm ke mà nó sẽ rộng 40 này. Một chiều này nó sẽ là 12 và một chiều này nó sẽ là 8 cm nhá. Đấy, ở bên trên thì có rất là nhiều những cái lỗ này. À, ở đây nó hơi móp một chút các bạn này, hơi móp một chút. Có mỗi một cái này bị móp thôi, còn những cái kia thì nó đẹp nhá. Còn vuông vắn, khá là vuông vắn, có mỗi cái này bị móp hơn một chút thôi. Mã E19 có giá là 250.000 đồng 5 cái nhá. 250.000 đồng 5 miếng. Đấy, 5 cái ke như thế, mã E19 này. Tiếp theo là mã E20 nhé. Mã E20 có giá là 160.000 đồng. 160.000 đồng ở đây thì em có một cái van lật. Cái van lật này, ở đây thì các bác vặn ốc ở đây ra thì các bác có thể lật này. Và đi lật lại nhé. Đấy. Van này thì cái khung ở bên ngoài thì được làm bằng nhựa PVC nhé. Còn bên trong được làm bằng mặt nhôm này, mặt nhôm tròn này. Đấy, bên trong thì sẽ làm được mặt nhôm tròn các bác nhé. Đấy. Đường kính bên ngoài của nó là 21 cm và đường kính bên trong nó sẽ là 14,8 cm nhé. Các bác vặn ra này, các bác muốn dừng lại của nó dừng lại thì các bác vặn con ốc này siết lại thôi. Đây, nó có con ốc siết này. Mình vặn chặt thì nó siết lại thôi. Đấy, các bác về có thể này làm những cái vị trí như là ô thoáng này hoặc là thông gió các kiểu này. Các bác khi nào cần mở ra thì các bác chỉ cần mở ra thôi. Đấy, vặn cái này ra thôi là được, hoặc là đậy lại lúc nào mà không cần. Đấy. Mã E20 các bác nhé, 160k, 160.000 đồng một cái này. Đây em có 4 cái nhé. Tiếp theo là mã E21 nhé. Cái van này thì lại bằng nhựa PVC hết này. Này, cái van lật này, mã E21 bằng nhựa PVC, 90.000 đồng một cái này cho các bác nhé. Đây. Cái này cũng có open, close của nó cũng bằng nhựa hết này.
Này nó được chạy nhám kim cương như này để bám vân tay này, bám vặn cho nó dễ các bác nhé. Đường kính bên ngoài của nó là 16 cm này, và đường kính cái lỗ này là 10 cm này. Mã E21 giá là 90.000 đồng. 90.000 đồng một một cái van lật này nhé các bác nhé. Em có 3 cái này. Đấy, mã E21. Tiếp theo là mã E22 này. Em có những cái tay gập. Tay gập này nó kéo theo là cái cánh cửa các bác nhé. Nó đi theo cái cánh cửa, có nghĩa là nó muốn nó giữ cái cánh cửa ấy. À. Khi đóng lại thì là nó gập lại kín này. Ví dụ như này nó gập lại kín nhá. Còn khi mở ra này, khi mở ra hết cỡ này, nó có một cái vòng bi, có một cái viên tròn ở đây này và cái ngấn ở đây này. Khi gập lại thì nó sẽ tạch một cái này thì là nó sẽ giữ chắc lại các bác nhá. Giữ chắc thì sau đó mình muốn mạnh thì mình phải giật mạnh ấy. Giật mạnh một cái, đẩy đẩy có lực một cái nhá. Khi mà lên cái cánh cửa ấy, thì cái cánh cửa có lực rồi mình chỉ nhẹ cái là nó bung ra thôi, nhưng mà khi mà mình tay thì mình phải giật mạnh thì nó mới bung ra được. Đấy, đó là cái cơ cấu nhá. Ở đây là một cặp nhá, một cặp sẽ gồm là hai cái nhá. Đấy, có cái hơi móp một chút về mình có thể nắm được mà. Đấy, một cặp sẽ gồm hai cái này. Mã E22 có giá là 140.000 đồng một cặp nhé. 140k một cặp này. À, chiều dài qua của nó một chút nhé. Cái này thì nó sẽ dài khoảng 30-31 cm này. 30-31 cm như thế này các bác nhé. Mã E22 140.000 đồng một cặp nhé. Tiếp theo là mã E23 này. Đấy, có giá là 200.000 đồng một cặp nhé. Đấy, cặp này thì là những cái cặp vẫn là những cái cặp chốt cửa thế thôi. Nhưng mà cặp này nó khác một chút là nó có một cái nút này. Cái nút này thì là khi mà mình mở cửa nó ra hết cỡ, nó sẽ làm cái nó sẽ chốt vào đây. Đây, khi mà nó ra hết cỡ nó sẽ chốt vào đây này. Đấy, nó vướng cái chốt đây nhá. Khi mà mình muốn đóng lại thì mình phải dùng tay mình lôi cái chốt này, mình lôi ra. Đây, mình phải cầm mình lôi ra như thế này thì cái này mới đẩy vào được nhé. Đấy, mới đẩy vào đây được để đóng được nhé. Đấy, hàng Tagigen này, hàng này Tagigen của Nhật Bản này, inox sử dụng là 36 các bác này, SUS 36 này các bác có nhìn thấy này. Đây, inox sử dụng SUS 36 các bác nhé. Em có hai cặp thôi, một cặp là 200.000 đồng. Đấy, một cặp là 200.000 đồng các bác nhé. Đây, các bác rút vào thì nó mới nhấc ra thì nó mới đẩy vào được, còn không thì nó sẽ cố định luôn ở đây nhá. Phải rút cái này ra và đẩy cái này vào thì mới được. Đấy, mã E23 200.000 đồng một cặp nhá. Em sẽ cho cái đo cái thước chiều dài của các bác một chút nhá. Chiều dài tổng thể của nó sẽ là khoảng 40 cm nhá. 40 cm. Tiếp theo là mã E24 này. Em có mấy cái khay vuông. Khay vuông như này bằng inox các bác nhé. Độ dày là 1mm này, 0,8 đến 1mm này. Giá là 180.000 đồng 3 cái khay nhỏ nhỏ như này. Mã E24 các bác nhé. Kích thước của nó là 8 x 8 và x 8, có nghĩa là nó hình vuông 8 luôn các bác nhé. Cái này các bác về đúc khuôn, đựng đồ, làm đá các kiểu ok này. Vệ sinh sạch sẽ, đi làm những cái viên đá cũng khá ok nhé. Được làm bằng inox nên cũng khá là sạch sẽ và vệ sinh. Bác nào cẩn thận hơn thì các bác có thể vệ sinh xong các bác đổ cồn, các bác khử trùng qua cũng được các bác nhé. 180.000 đồng 3 cái nhé. Cái khuôn vuông này bằng inox. Tiếp theo là mã E25 có giá là 90.000 đồng. Ở đây thì em có một cái ke góc bằng inox dày 3mm nhé. Ke góc vuông và có cái đế vuông ở đây để tăng cường, gia cường cái độ chắc này. Cái bản này nó sẽ rộng là 9cm nhé. Rộng 9 này. Chiều này nó sẽ dài là 16,3cm này. 16,3 này. Phần đế nó sẽ là 6,3cm nữa nhé. 6,3-6,2cm này. Đấy, inox thì dày 3mm thôi nhé.
Đấy, ở bên dưới này, mặt bên dưới thì sẽ có 1 2 3 4 cái lỗ này. Và mặt bên trên này cũng có 4 cái lỗ này. Nó có thể gia cường cho các bác có thể là kê những cái mặt bàn ở đây. Các bác mua hai cái các bác làm thêm bắt 4 cái lỗ vít vào tường, các bác kê một cái mặt bàn để đồ, để chỗ hoa cây cảnh đều được nhé. Này, các bác lưu ý những con ốc thì các bác phải dùng dài dài một chút, chứ không là để nặng thì nó sẽ nhấc ra mất nhé. Đấy. 90.000 đồng một cái mà E25 các bác nhé. Mà E26 này có giá là 130.000 đồng một cái cặp ke góc vuông rất là dày 3mm và rộng. Đây là một cặp trên tay em nhé, em đo bỏ xuống một cái để em đo này. Bán rộng của nó là 10 này, một chiều là 10 luôn này, và một chiều ở đây là 8 nhé. Và cái mặt này là cái mặt hình vuông có 4 lỗ bắt ở đây, và cái mặt này hình chữ nhật sẽ có hai cái rãnh bắt ở đây, thì có thể là một cái bắt cố định và một cái có thể di chuyển lên xuống nhé. Đấy, độ dày là 3mm. Mà E26 giá là 130.000 đồng một cặp này. Ở đây thì em có 3 cặp thôi các bác nhé. Tiếp theo là mã E27 có giá là 80.000 đồng một cái này. Vẫn là những cái ke góc thôi. Ke góc này thì nó thiết kế nó khác hơn một chút này. Đấy, còn ke góc này thì nó được hàn từ 1, 2, 3, 4 miếng lại. Đế thì vẫn có 4 lỗ với bắt ốc, và mặt trên thì sẽ có 4 lỗ bắt ốc nữa các bác nhé. Đấy, con này thì vẫn có đế ở đây, nó cũng khá là chắc. Bán rộng ở đây sẽ là 9cm này. Đấy, một chiều này nó sẽ dài là 16,3 này, và một chiều này nó sẽ dài là 4,5cm này. Đấy. Inox thì dày 3mm, mà E27 có giá là 80.000 đồng cái nhé. 80.000 đồng. Tiếp theo là mã E28 có giá là 60.000 đồng. 60.000 đồng một cái khay. Khay bằng inox dày 0,8 đến 1mm này. Ở đây thì sẽ có hai cái vị trí để các bác có thể khoan sẵn bắt hoặc là treo vào bắt sẵn ốc, rồi các bác chỉ việc đẩy nó lên và móc nó sang thôi. Đấy, là thành cái khay nhá. Đây, cái khay để đồ nhỏ nhỏ rất là đẹp. Kích thước dài của nó sẽ là 11,5 này. Rộng là 9,3 này. Đấy, cái chiều cao của khay này, đấy, ở đây thì nó sẽ là một mặt là 2cm này. Cái mặt này là 2 nhá. Cái mặt này nó lên là 4 này. Đấy, hai mặt này là 4, và cái mặt đế vào tường này nó sẽ là khoảng 5,5-5,7cm này. Đấy, 60.000 đồng một cái. Mã E28 nha, em còn có hai cái thôi. Tiếp theo là mã E29 này. Có giá là 180.000 đồng. 180.000 đồng một cái thanh trượt như này. 180.000 đồng một thanh nhé. Thanh trượt này thì nó chạy bằng bánh xe. Đấy, bánh xe, bánh răng các bác nhé. Đấy, nó chạy trên cái trục thép này. Đấy, nó chạy trên cái trục thép này. Và có chốt giữ ở đây này. Đấy. À, thanh này thân được làm bằng nhôm, và bên hông hai bên trong của nó sẽ bằng thép này. Đấy. Kích thước chiều dài ở đây của nó sẽ khoảng là 39,2cm, dài khoảng 39cm các bác nhé. Chiều dài 39cm. Đấy. Giá là 180.000 đồng một thanh mã E29 các bác nhé. Mã E29 180k một thanh nhé. Tiếp theo là mã E30 này, có giá là 100.000 đồng 5 miếng. À, ở đây sẽ có 1, 2 và 3 này. Ở đây thêm 2 miếng 5 này. Đấy, đây là những cái miếng nhôm nhé. Miếng nhôm anode màu đen. Tháo máy ra để trong lâu ngày. Nó hơi bụi bụi bẩn bẩn một chút các bác nhé. Đấy, về các bác có thể chơi cháo nó là bằng nhôm. Đấy, rồi 3 miếng, 2 miếng này kích thước giống nhau và 3 miếng này kích thước giống nhau nhé. Combo 5 miếng là 100.000 đồng. Kích thước của cái miếng này nó sẽ là dài 20, rộng 9 này, và độ dày là 1cm nhé. Em đo những kích thước rộng nhé. Tại ở đây này nó có cái rãnh xoay này, thì các bác có thể kết hợp bằng con ốc ở đây, các bác có thể xoay được cái làm như kiểu như này. Đấy. Và ba cái miếng này cũng kích thước giống nhau nhé. Ba miếng này thì kích thước giống nhau, giá dài là 13,5, rộng là 9,3 nhé các bác nhé. Độ dày vẫn là 1cm thôi. Đấy, mã E30 100.000 đồng 5 miếng này. Tiếp theo là mã E31 này, có giá là 60.000 đồng hai cái cặp ke chữ L, hai cái cặp, tổng là 4 cái ke chữ L như thế này.
bằng nhôm các bác nhé, anốt màu đen. Kích thước chiều dài ở đây sẽ là 14,8 này, ở chiều rộng ở đây là 5 và độ dày ở đây là 1 cm. Mã E31 có giá là 60.000 đồng hai cặp này nhé. Đấy. Tiếp theo là mã E32 này có giá là 130.000 đồng. 130.000 đồng một cặp ke chữ L như thế này. Đấy. Hôm trước có bác mua rồi xong rồi bác lại hủy các bác nhé. Hay làm nhiều bác rất là nhiều bác mua sau báo hết thì lại sau cuối ngày bác lại hủy. Đấy. Chiều dài ở đây sẽ là 24,5 này. Chữ L ở đây là 8,3 cm này. Độ dày ở đây là 1,6 cm nhé. Đấy, hai cái cặp kè chữ L này có giá là 130.000 đồng. Cặp này này nó hơi móp một chút chỗ này nhá. Cái này thì nhôm thì các bác có thể về mài phẳng được. Đấy, hoặc là các bác nó bẩn bẩn xước xước một chút thì các bác về sơn màu khác lên cũng được, xin xịt sơn màu khác vẫn ok các bác nhé. Mã E32 là 130.000 đồng một cặp. Em có một cặp thôi các bác nhé. Tiếp theo là mã E33 này sẽ có giá là 250.000 đồng. Ở đây thì em có một cái con văn khóa bằng inox 316 nhá. Inox 316 văn khóa làm thì rất là ít. Rất là ít những cái văn khóa 316 này. Đấy, gen 34 nhá, gen ống 34 có hai cái đầu nối hai bên này. Đầu này là cái ống mềm. Cái ống mà cái ống nhựa mà mình hay dùng để tưới cây á, kéo cuộn để tưới cây á, cái này là ống để lắp những cái ống đấy các bác nhá. Ở đây thì các bác có thể tháo rời ra này. Đấy, van này thì inox 316, còn những cái đầu nối này nó chỉ làm 304 thôi các bác nhé. Đấy, giá là 250.000 đồng một cụm như thế này. Mã E33 nhé. Tiếp theo là mã E34 này. Đấy. Mã E34 có giá là 80.000 đồng. 80.000 đồng một cái con lắc lắc như thế này. Cái này lắc 4 cạnh nhé. Đấy, có cái đế bằng nhôm như thế này. Và con này có thể xoay tròn được các bác nhé. 80.000 đồng một cụm như này. Có ray ở đây nhé, hơi han một chút. Kích thước chiều dài phần đế là 8 này, chiều rộng là 7 và chiều cao là 9,5 cm các bác nhé. Đấy, mã E34 80.000 đồng một cụm như này. Em có hai cụm này, mã E34 em có hai cụm này. Mã E35 cũng là 80.000 đồng một cụm các bác nhé. Mã E35 80.000 đồng một cụm này. Cụm này thì nó khác hơn một chút, nó có thêm cái đế móc ở đây. Chiều cao của nó vẫn là 9,5 nhưng có thêm đế móc, nó sẽ lên tận là 12 cm này. Cái đế móc này thì là để vào cái mặt bàn và vặn chiết ốc lên trên để cố định nha các bác nhé. Đây, nó vẫn lắp 4 cạnh này. Lắp 4 phía trái phải này, lên xuống này và xoay tròn này, là tổng là 5 hướng nhé. Đấy, giá là 80.000 đồng. Mã E35 nhé. 34 35 khác nhau một chút các bác nhé. Tiếp theo là mã E36 này. Mã E36 có giá là 40.000 đồng một cái. Ở đây thì em có những con AD của LS này, công suất là 10A nhé. LS này mới sản xuất thì chắc chắn là công ty nó sẽ đặt tại Trung Quốc rồi. Đấy. Nên mà có Make in China các bác nhé. Hàng của Hàn Quốc. Đấy, sản xuất tại Trung Quốc 10A. Giá là 40.000 đồng. Mã E36 các bác nhé. Còn AD thường các bác nhé. AD này là ống chất AD chống quá tải thôi. Tiếp theo là mã E37 là 60.000 đồng. Con này là con AD20A, AD20A có LS Hàn Quốc nhé. Mã E37 giá 60.000 đồng một con các bác nhé. Tiếp theo là mã E38 nhé. Con này là AD3 pha. 3 pha con này là 10A, giá là 80.000 đồng. 10A 3 pha nhé, 80.000 đồng một con này. Đấy, con AD3 pha các bác nào có động cơ 3 pha mà công suất thấp khoảng 380 × 10 là 3 ký 8 ấy, thì là dùng con 10A là ok nhé các bác nhé. Đấy. Mã E38 là 80.000 đồng các bác nhé. Mã E39 này, con này 3 pha 20A này. 3 pha 20A giá là 100.000 đồng các bác nhé. 100k một con này. Mã E39 100k một con, hàng gọi là S Hàn Quốc, sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Tiếp theo là mã E40 này. Ở đây thì em có những con AD chống giật 10A LCB. Đấy. Mitsubishi Electric của Made in Japan các bác nhé. Con này các bác có thể cài ray này, hoặc là các bác có thể bắt ốc vào tùy tường tùy ý. Dòng rò là 30mA các bác nhé.
Mã E40 có giá là 150.000 đồng một con này. Tiếp theo là mã E41 này, con này là 15A. Con này cũng là LCB của Mitsubishi Electric. Chống giật 15A của Nhật các bác nhá. Con này thì có cài ray và có lỗ bắt ốc ở đây. Giá là 150.000 đồng một con các bác nhá. Đấy, hàng chống giật 15A của Mitsubishi Electric rất là đẹp. Tiếp theo là mã E42 này, em có những con có chống giật. Hình như con này là có chống chập các bác nhá. Con xin này hình như có cả chống chập này sao. Đấy. Mã E42 80.000 đồng một con nhé. Con này là C20 có nghĩa là 20A. Đấy, chống giật 20A, dòng dò là 30mA các bác nhá. Đấy. Giá là 80.000 đồng một con mã E42 các bác nhá. Tiếp theo là mã E43 này. Mã E43 có giá là 150.000 đồng một cây đèn nhé. Đấy, cây đèn 3 màu Q-Line của Hàn Quốc này, sử dụng điện DC 24V nhé. Các bác lưu ý nhé, con đèn này chỉ ăn dòng rất là nhỏ thôi. Ăn dòng rất là nhỏ, ăn chỉ có 2-3W thôi nhé. Nên mà cái nguồn của nó nuôi các bác chỉ cần nuôi đùn nhỏ thôi nhé. Nhiều bác về, em thấy có nhiều bác về test các bác cắm luôn vào cái sạc Acquy 24V. Ở đây là nó cháy luôn cái bóng đèn, vì là cái sạc Acquy 24V cho Acquy thì nó dòng 5-70A để sạc Acquy cơ. Đấy. Các bác lưu ý nhé, cắp những cái nguồn nhỏ nhỏ như cái nguồn adapter vào đây thôi, để sử dụng cho nó bền nhé. Các bác cấp một cái dòng cao nó không tụ vào các của nó được thiết kế loại nhỏ để ăn dòng nhỏ tiết kiệm điện. Các bác cấp cao vào nó cháy tụ cháy hết các kiểu nhé. Đấy. Các bác chỉ cần cái adapter nhỏ nhỏ thôi. Đấy. 24V 1A là các bác có thể sử dụng được rồi. Đấy, các bác lưu ý giúp em nhé, có còi báo này, có đèn 3 màu đầy đủ nhá. Đấy, có đế gắn các kiểu này. Kích thước chiều dài ở đây nó sẽ là 48cm tổng nhá. Còn mình phần thân nó sẽ là 43cm. Đấy. Giá là 150.000 đồng một cây cho các bác nhá, mã E43. Tiếp theo là mã E44 này, em có những cây đèn LED màu trắng nhé. Đèn LED ánh sáng trắng này, điện sử dụng là 220V này, hàng Q-Line của Hàn Quốc. Q-Line thì nó sản xuất những cái bộ bóng đèn cho máy công nghiệp đấy. Đấy, chiều dài là 30cm nhé. Hai đầu thì có lỗ để có thể bắt ốc như cái này các bác ơi. Đấy. Công suất của nó thì khoảng 3-5W thôi. Các bác sử dụng trên những cái tủ kính để trang trí đồ vật các bác nhé. Đấy. 70.000 đồng một cái mã E44 nhé. Tiếp theo là mã E46 này, em có những cái bộ đèn nhé. Đấy. Ở đây thì em có những cái bộ đèn này. Bên trong thì nó chỉ có vài cái dây đèn thôi. Bên trong chỉ có vài dây đèn để thắp sáng thôi nhé. Đấy. Ở đây thì cái này là cái chữ họ dán vào thôi. Mình có thể bóc đây này. Mình có thể bóc ra dán chữ khác này. Nó giống như cái biển quảng cáo thôi. Mình ra cái tiệm quảng cáo á. Cắt một cái tấm như này, mình thích ghi tên gì, số nhà, quảng cáo các kiểu, xong các bác bật đèn được. Đây, nó cũng dán như thế thôi đây. Cái này là chữ O đây nhé. Em bóc cái phần chữ O ra cho các bác xem nhé. Đấy, nó chỉ là dán cái quảng cáo vào đây để cho nó sáng cái phần chữ mình muốn sáng lên thôi đấy. Đấy là một cái hộp đèn các bác nhé, hộp đèn. Kích thước chiều dài của cái hộp này là 60cm này. Rộng ở đây là 15 và độ dày ở đây sẽ là 10,5 nhé. Có 4 cái lỗ bắt ốc này, 1, 2, 3, 4 này. Ở đây cũng là 4 cái là 8 cái lỗ bắt ốc các bác nhé. Điện thì dây sử dụng 220V luôn. Đấy, các bác cấm 220V vào để sử dụng nhé. Thì nó có bộ chuyển đổi nguồn với bóng đèn ở bên trong rồi. Về mình chỉ việc là cấp điện thôi nha và dán lại cái này. Cái này mình không dùng thì mình dán lại cái băng keo, băng dính khác hoặc là cái trang trí khác để em làm những cái biển quảng cáo, biển số nhà đẹp các bác nhé. Mã E46 này là 300.000 đồng một cái hộp như này. Khung thép các bác nhé, khung bằng thép đấy. Tiếp theo là mã E47 này, có giá là 280.000 đồng một cái tay gá màn hình.
Tay gá này là ở trong nhà máy thì họ dùng gá màn hình máy vi tính, vì cái này nó vừa cho màn hình máy vi tính nhá, hàng của Đài Loan sản xuất. Mình về mình có thể gá màn hình máy vi tính hoặc là gá các thiết bị khác, mình chế thêm cái bát gá thôi. Thường thì mình về mình sẽ sử dụng mục đích không giống như người khác sử dụng. Đấy, mình chế những cái treo loa, treo đài, treo các kiểu ở trong góc nhà, nó rất là chắc chắn và bền nhé. Cái này được làm bằng nhôm này. Đấy, thân này được làm bằng nhôm nhé. Cái đế được làm bằng thép các bác nhé. 280.000 đồng máy 47. Kích thước qua qua của nó sẽ chiều cao của nó sẽ khoảng là 45-46 cm nhé. Đấy. Cái này thì các bác muốn chắc thì các bác đây, các bác cho nó vào này. Đây có con ốc này, các bác vặn lại đây. Cơ cấu của nó đây này. Đấy, có cái chốt đẩy ra này. Đấy, cơ cấu của nó có cái chốt đẩy ra để giữ chắc lại cái này nhá. Nó ôm cái ấy lại thôi. Ở bên trên này nó có một con lục giác để vặn điều chỉnh cái chế độ nặng nhẹ cho cái này nhá các bác nhá. Đấy. Mã 47 này 280.000 đồng một cái các bác nhá. Tiếp theo là mã E48 có giá là 180.000 đồng một cái ống. Đấy, cái ống bằng inox hoặc là cái chân. Đấy, tùy các bác nhé, các bác có thể gọi là ống hoặc gọi là chân đều được nhé. Hàng thao máy thì chắc chắn này, nó sẽ có hơi móp một chút này, nhưng mà chân này và nó không ảnh hưởng các bác nhé. Chiều cao hoặc chiều dài là 24 cm này, đường kính của nó sẽ là 11 này và lỗ sẽ là 7 cm này. Các bác có thể làm chân đế này, làm bệ kê này, hoặc là các bác muốn làm những cái cống, cái ống thoát nước xuyên tường ấy, thì các bác có thể đặt cái này nằm ngang nhé. Đấy. Hầu như là mình dài cao nhất thì là dùng tường 20, con này tận 21,5 thì các bác có thể đặt bình thường các bác nhé. Đấy, mà E48 có giá là 180.000 đồng một cái này. Tiếp theo là mã E49 các bác này. Mã E49 có giá là 180.000 đồng. Ống này thì là ống có thể là lắc cong vênh được các bác nhé. Đường kính của nó là 11 này. Đường kính bên trong vẫn là 7 cm này. Chiều dài của nó là khoảng 20-21 cm, vì cái này nó có co giãn được các nhé. Nó có thể co giãn được thì nó dài khoảng 20-21 thôi. Có thể ép lại được và kéo ra được các bác nhé. Ở trên mặt thì nó sẽ có 4 cái lỗ để có thể là luồn ốc, siết ốc vào nhé. Mã E49 là 180.000 đồng luôn nhé. Tiếp theo thì ở đây thì em có những cái hộp số góc của Ý các bác. Đấy, hộp số góc của Ý này có giá là 190.000 đồng một cái nhé. Nó là cái hộp số chuyển góc cũng được, mà là cái gọi là cái hộp giảm tốc cũng là ok các bác nhé. Đấy, giá là 190.000 đồng. Hàng Motor Vario của Ý nhé. Tỷ lệ của nó là 1/5. Đấy, 1/5 có nghĩa là 5 cái vòng nhỏ này. Cái vòng nhỏ này nó xoay 5 vòng này, thì cái vòng to này nó sẽ xoay được 1 vòng nhé. Cốt trục đầu vào của nó này. Cốt trục đầu vào là 9mm và đầu ra là 11mm các bác nhé. Hộp số góc của Ý giá là 190.000 đồng một cái nhé. Hàng này thì em có nhiều đấy các bác ạ. Tiếp theo là mã E50 này. Mã E50 có giá là 100.000 đồng một cái cụm nhôm. Đấy, cụm nhôm có thể lắc được như này và có thể xoay tròn được như này. Đấy, các bác về có thể chế cháo nhé. Cái này thì có thể vặn này. Đấy, điều chỉnh này. Kích thước một chiều của nó này, một chiều của nó sẽ là 14,5 này, chiều này nó sẽ là 11,5 và nhân với 4 cm nhé. Mã E50 có giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng một cụm như này. Em còn có 5 cụm như này là hết rồi các bác nhé. Tiếp theo là mã E51 này. Đấy, có giá là 150.000 đồng 5 cái ke góc bằng nhôm, ke nhóc bằng nhôm này. Đấy, nó là nhôm đúc nguyên khối và anốt màu đen các bác nhé. Cái bán rộng của nó sẽ là 7 này. Một chiều là 7,8 và một chiều sẽ là 4,3 cm nhé. Đấy, giá là 150.000 đồng. À, 100.000 đồng 5 cái, 5 cái 100.000 đồng mã E51 các bác nhé. Tiếp theo là mã E52 có giá là 150.000 đồng, combo 50 cái ở đây. Em còn có 50 cái ke góc nhôm 4 thôi các bác nhé.
ghe góc nhôm 4 này 150.000 đồng, 50 cái 150.000 đồng, mã E 52 các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây thì em có những cái bộ tăng chỉnh, chân tăng chỉnh bằng thép này. Bộ này là bộ số 1 này, bộ chân tăng thép số 1 này, giá là 130.000 đồng một bộ 4 chân nhé, 130k một bộ 4 chân. Chiều cao này nó sẽ là 13 cm này. Chiều cao chân sẽ là 13, đường kính chân là 6,4 này. Đấy, đường kính trục gen ở đây sẽ là 1,5 cm. Đấy, giá là 130.000 đồng một bộ 4 chân các bác nhé. Tiếp theo là bộ chân tăng số 2 này, bộ chân tăng thép, chân tăng bằng thép số 2 nhé. Bộ này để có đế bằng cao su này. À, cái này nó mỏng hơn, nó không được dày bằng cái kia. Chiều cao của nó sẽ là 16 cm này, đường kính đế của nó là 6 này, và đường kính trục gen là 20, là 2 cm nhé. Giá là 170.000 đồng 4 chân, mã chân tăng thép số 2 này. Tiếp theo là mã chân tăng bằng thép số 3 nhé. Mã chân tăng số 3 bằng thép này. Đấy, kích thước chiều cao của nó là 16 cm này. Đường kính chân đế ở đây là 7,8 này, đường kính cái mặt đế là 7,8 này, và đường kính trục gen là 20 mm, có nghĩa là 2 cm các bác nhé. 180.000 đồng 4 chân các bác nhé, mã chân tăng thép số 3 này, em có một bộ này. Tiếp theo là em có những bộ chân tăng bằng inox nhé, chân tăng thép, chân tăng bằng inox, full bằng inox luôn. Giá là 550.000 đồng một bộ 4 chân các bác nhé, 550k một bộ 4 chân. Đấy, cái này có bán lẻ cho các bác nếu các bác cần mua 2 chân. Đấy, 1 chân 2 chân nhé. Đấy, chiều cao của nó sẽ là 13 cm này, 13,5 nhé, chiều cao là 13,5. Đấy, đường kính là 9,8 này, đường kính chân là 19, đường kính chân là 9,8 này, và đường kính trục gen là 30, là 3 cm nhé. Mã chân tăng inox này giá là 550.000 đồng một bộ 4 chân nhé, 550k một bộ 4 chân cho các bác, chân tăng bằng inox. Tiếp theo thì em có những con còi báo của Seagen này. Còi Seagen là cái hãng nổi tiếng của còi nhé, còi báo này, hàng sản xuất ở Hàn Quốc nhé. Hoặc là sản xuất ở nước ngoài nhé. Việt Nam không có sản xuất và không có bán những cái loại này. Các bác tra trên mạng thì chỉ có những cái con hàng quả tàu thôi nhé, hoặc là hàng nhái thôi nhé. Đây, hàng quả tàu hoặc hàng nhái, không phải là hàng hãng này. Các bác tra được những cái mã này thì nó chỉ có sản xuất, nó bán ở bên Mỹ hoặc ở bên nước ngoài thôi nhé. Những cái trang eBay hoặc là trang Amazon thì họ mới có bán thôi nhé. Những cái trang ở Việt Nam như Shopee, Shopbiz thì nó không bán đâu, không bán những cái loa loại này các bác nhé. Đấy, còi này báo, nó sẽ báo liên tiếp một lúc 6 cái loại nhạc báo, còi báo, còi báo động này. Đấy, nó sẽ báo liên tiếp một lúc nhé, là 6 bản nhạc báo động. Đấy, kích thước của nó sẽ là 6,8 cm này, chiều rộng cái miệng này này, và chiều dài là 6,5 này, có đế ở đây nhé, có cái đế bắt, đế bằng thép và vỏ còi bằng nhựa thôi các bác nhé. Đấy, rất chắc chắn này. Đấy, có QC pad ở đây này. Hai dây đen đỏ thì các bác cấp vào nguồn 12V các bác nhé. Các bác lưu ý nhé, cấp nguồn 12V nó kêu rất là to các bác nhé. Nên các bác không test vào buổi tối các bác nhé. Không test còi kết loa này vào buổi tối, các bác test ban ngày thôi. Và các bác sử dụng những cái còi cái loa này vào những thiết bị như là cảnh báo chống trộm này, báo cháy này, hoặc là báo mở cửa này, những cái kho bãi các bác cần, khi mà mở cửa cần loa thì các bác báo nhé. Tiếp theo là cái còi lớn này, là 8 cm nhân 8 cm, cái này là đường kính nhá. Độ dày của, chiều dài của nó cũng khoảng 8 cm luôn các bác này. Có đế bát luôn các bác nhá. Đấy. Hai còi, một còi to một còi nhỏ này. Còi nhỏ thì là 60.000 đồng một cái và còi lớn thì là 80.000 đồng một cái nhá. Thì ở đây thì em test qua cho các bác nhá. Các bác lưu ý nhá. Ở đây thì em test cái điện nhỏ. Điện nhỏ để cho nó công suất nó nhỏ và khỏi ảnh hưởng đến hàng xóm các bác nhá. Và em sẽ bịt nhẹ nhỏ lại một chút. Đấy, em chỉ test điện 5V thôi các bác nhé, vì nó là sử dụng điện lực 12V. Thế nên mà em chỉ test điện 5V để cho nó kêu nhỏ thôi. Đấy, em test điện 5V để cho nó kêu nhỏ thôi nhé. Khi mà các bác sử dụng điện 12V thì nó kêu rất là lớn các bác nhé, kêu siêu lớn luôn. Đấy. Đấy, các bác về chỉ nên sử dụng cho những cái thiết bị như mà cảnh báo trộm, báo cháy, báo các kiểu thôi, chứ không nên là sử dụng còi bình thường các bác nhé. Nó làm ảnh hưởng rất là nhiều đến bên hàng xóm. Đây, em sẽ bật nhé. Đây, em chỉ sử dụng 5V thôi này. Em sẽ che lại một chút nhé, để cho các bác nghe nhé. Đấy, nó sẽ kêu này.
Rồi các bác nhé, em phải bịt lại để em cho nó giảm bớt cái phóng ra đi. Đấy, nó chỉ khi mà sử dụng điện 5V thì nó kêu cũng bình thường thôi, cũng không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng mà khi 12V thì nó sẽ rất là ảnh hưởng các bác nhé. Đấy, công suất của nó thì sẽ rơi vào khoảng, thôi các bác đợi em một chút, em thử cấp 12V em đo công suất luôn cho các bác nhé. Công suất nó rất là lớn, 20W kìa, khoảng 20W, theo thông số của nhà sản xuất thì nó khoảng 20W. Nhưng mà không biết là thực chất thì nó là bao nhiêu. Nhưng mà em phải bịt lại các bác nhá. Kêu rất là to. Đây, bây giờ em sử dụng 12V nha, em sẽ bịt kín nó lại này. À, em lấy cái bóng túi bóng. Em sẽ bịt kín nó lại để em đo xem là nó công suất bao nhiêu các bác nhá. Em sẽ bịt lại cái túi bóng này thì là ok hơn này. Ôi trời ơi. Bị túi bóng thì nó vẫn kêu các bác nha, vẫn kêu rất là điếc tai luôn. Nó là khoảng 12W các bác nhé. Đấy, nếu mà sử dụng 12V thì nó rơi vào khoảng 12W các bác nhé. Và kêu rất là to. Em đã bịt cả tay và cả túi bóng vào, nó còn vẫn là kêu to các bác này. Đấy, các bác có về lưu ý sử dụng những cái chốt cửa các kiểu nhé. Báo ở cái vị trí cửa kiếc, báo động trên còi xe ô tô khi mà mở cửa các kiểu này. Bình 12V thì các bác sử dụng hay ở trên những cái chốt cửa nó có công tắc luôn rồi. Thế nên mà mình chỉ chích một tí dây là đấu là ok các bác nhé. Em có hai loại đấy các bác nhé, một loại to, một loại nhỏ nhé. Loại còi nhỏ này thì là 60.000 đồng này, 60.000 đồng một cái, và còi lớn này 80.000 đồng một cái này. Đây các bác có thể không tin, các bác có thể tra mã FT Sizen 6T này, hàng của nước ngoài sản xuất nhé. Đấy, giá không dưới 300.000 đồng một con còi. Đấy, đây thì hàng cũng khá là mới, còn nguyên túi bóng này, giá 60.000 đồng và 80.000 đồng nhé. Con nhỏ 60.000 đồng, con to 80.000 đồng cho các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì em có một bộ cánh cửa nhôm, khung nhôm, bên trong làm bằng mica các bác nhé. Cái này được làm bằng mica này. Mica này là mica màu đen, tối màu các bác nhé. Không nhìn thấu được đâu, các bác nhìn sát cũng không thấu được đâu các bác nhé. Đấy, khung bên ngoài được làm bằng nhôm nhé. Có đầy đủ tay nắm cửa nhôm này, và có bản lề này. Bản lề thì đầy đủ nhé, một trên một dưới này. Đấy, một bên trên và một bên dưới, hai bên đều có đầy đủ cho các bác nhé. Đấy, hai bên đều có đầy đủ này. Chiều cao của nó sẽ là 81cm này. Chiều cao bộ cửa là 81cm này. Đấy, chiều rộng bộ ở đây là em đo cả hai cánh các bác nhé. Nó sẽ là 1m02. 1m02 có nghĩa là 102cm đấy. Đấy. Độ dày thì nó dày theo khung nhôm các bác nhé. Độ dày nó dày theo khung nhôm. Dày này là dày, độ dày của nó là 1,5cm nhé. Đấy, ở trên cánh cửa này, một mặt thì nó, một mặt ngoài thì nó sẽ có bôi silicon này. Bôi silicon rất là đều, hàng công nghiệp họ làm, những kỹ thuật nó rất là tốt, tay nghề rất là chất lượng. Bôi silicon rất là đều nhé. Một mặt thì có silicon, mặt trong thì sẽ không có các bác nhé. Đây, mặt trong này thì sẽ không có như này. Đấy. Hàng tháo máy thì là có xước sát các bác nhé. Đấy, hàng tháo máy là có xước sát này. Ở đây thì em đọc lại kích thước cho các bác một chút nhé. Đây. Kích thước chiều cao của bộ cửa sẽ là 81cm này. Chiều rộng là 1m02, có nghĩa là 102cm này. Bộ cửa số 1 có giá là 780.000 đồng một bộ nhé. 780k một bộ. Bộ cửa này thì em có nhiều các bác nhé. Em có nhiều bộ. Đấy, các bác cần nhiều bộ thì em cũng có nhé. Và các bác cần lẻ thì em vẫn bán nhé. Các bác mua lẻ một cánh thì em sẽ bán với giá là 400.000 đồng một cánh các bác nhé. 400.000 đồng một cánh. Nếu các bác mua lẻ thì cánh lẻ sẽ có chiều cao là 81 và chiều rộng cánh sẽ là 51 các bác nhé. Đấy, đấy là các bác mua lẻ. Đấy, các bác mua bộ thì là 780.000 đồng. Bộ cánh cửa số 1 này. Đấy. Cả bộ hai cánh sẽ là 780.000 đồng nhé. Các bác mua lẻ thì là 400.000 đồng một cánh cho các bác nhé. Đấy, các bác ngắm lại một chút cái bộ cửa này nhé. Này, nó bóng lên những cái ánh đèn của em đang soi này, rất là đẹp luôn. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có một bộ cửa nhôm các bác nhé.
bộ cửa nhôm, khung nhôm và bên trong nước là bằng mica. Đấy, vừa nhôm vừa mica. Bộ cửa này thì có đầy đủ những cái tay nhôm này. Đấy. Có đầy đủ bản lề bên trên bên dưới các bác nhé. Đầy đủ bản lề bên trên bên dưới. Đấy. Bộ cửa này khá là đẹp, hai cánh khá là đẹp các bác nhé. Đấy, kích thước của nó này. À, chiều dài của cánh cửa, chiều cao của cánh cửa này nó sẽ là 1m17 các bác nhé. Đấy, cái chiều này này nó sẽ là 1m17 này. Đây các bác thể nhìn một chút ở đây nhé. Nó là 1m17 này. Còn gọi là 117cm chiều cao các bác nhé. Đấy, còn chiều rộng này nó sẽ là 93cm này. Chiều rộng 93cm. Độ dày cánh cửa là 1,5mm do của nó theo độ dày của nhôm các bác nhé. Đấy. Đây. À, cánh cửa thì một mặt này. À, mặt ngoài thì được bôi silicone rất là đẹp này. À, còn mặt trong thì họ sẽ không bôi các bác nhé. Mặt trong này họ để không này. À, còn mặt ngoài thì họ bôi silicone bốn cạnh luôn. Đây. Để tránh va đập một cạnh thôi, tránh bị rung lắc thôi. Đấy. Hàng khá là đẹp các bác nhé. Đấy. Đây, đọc lại kích thước cho các bác này. À, chiều cao của nó là 1m17 này. Chiều rộng là tính rộng cả hai cánh các bác nhé. Nó sẽ là 93cm này. Đấy. À, đây là bộ cửa số 2. Có giá là 1.150.000 đồng bộ này các bác nhé. Em có 2 bộ. Bộ trắng đẹp như này em có 2 bộ nhé. Bộ cửa số 2 giá là 1.150.000 đồng một bộ. À, hàng tháo máy thì chắc chắn này, nó có một vài cái vết xước nhỏ nhỏ, vết xước răm nhỏ nhỏ thôi. À, như kiểu lông mèo thôi, không ảnh hưởng nhé các bác nhé. Đấy, khá là đẹp. Đây các bác có thể ngó lại một chút này. Đây, hình thức của cả hai cánh nhé. Đấy. Tiếp theo thì em có một bộ cánh cửa nhôm các bác nhé. À, khung nhôm bên trong được làm bằng mica các bác nhé. Đấy. Xung quanh thì được làm bằng nhôm định hình này. Đấy. Ở giữa thì được làm bằng mica. À, ở đây thì là mica của nó là mica màu trắng các bác nhé. Hiện tại thì nó được dán thêm một cái lớp che màu đen nữa bên trên này. Đây đang dán được một cái lớp che màu đen này, các bác có thể về bóc ra nhé. Nếu các bác không thích màu đen thì các bác có thể bóc ra. Đấy, còn ở đây thì họ đang dán lại để họ che lại bên trong nhé. Đấy, đây em bóc ra nhé, em bóc ra một đoạn này cho các bác nhìn thấy này, vì là nó là bên trong là cánh cửa trắng nhé, cửa trong các bác nhé. Đấy, bóc ra, rồi dán lại thì nó không được đẹp lắm. Đấy, bóc ra cho các bác xem nhé. À, kích thước của cánh cửa này nó sẽ là 81cm chiều cao nhé, bộ cánh này. Đây là em đo cả bộ nhé. À, 81cm chiều cao. Chiều rộng ở đây nó sẽ là 1m02 nhé. 102cm. 102cm. Hàng tháo máy thì chắc chắn thì sẽ có xước sát các bác nhé. Bộ cánh cửa thì sẽ có đầy đủ tay nắm cho mỗi cánh này. Bản lề cho mỗi cánh này. Đấy, bản một trên một dưới nhé. Hai bản lề một tay nắm ở đây. Hàng tháo máy thì chắc chắn là nó sẽ có xước sát rồi. À, hình thức nó rơi vào khoảng 90-95% các bác nhé. Đấy, không được đẹp như mới đâu. Đó. À, độ dày của cánh cửa này nó sẽ rơi vào là 1,5cm này. Và một mặt của nó sẽ được gắn silicone như này. Gắn silicone để cho cánh cửa nó kín các bác nhé. Kín. Đấy. Một mặt sẽ được gắn silicone và một mặt sẽ không được gắn nha các bác nhé. Đấy. À, kích thước của nó này em đọc lại cho các bác nhé. Đây là một bộ, kích thước cả bộ nhé. Cao là 81cm này. Chiều rộng là 1m02, là cả toàn bộ hai cánh nhé. Đấy, bộ cửa số 3 này có giá là 830.000 đồng một bộ nhé. 830.000 đồng một bộ nhé. À, những cái bộ cánh cửa này, bộ cánh cửa số 3 này thì em sẽ có nhiều các bác nhé. Em có nhiều bộ đấy. Các bác nào cần nhiều bộ thì có thể là nhắn tin qua cho em nhé. Các bác mua nhiều bộ nhé. Và em có bán lẻ cánh luôn cho các bác nhé. Bộ cánh cửa số 3 này có bán lẻ với giá là 450.000 đồng một cánh các bác nhé. 450.000 đồng một cánh này. Kích thước nếu mà các bác mua một cánh thì chiều cao của nó sẽ là 81cm và chiều rộng là 51cm nhé. Cao 81 rộng cao 81 rộng 51 một cánh nhé. Đấy. À, mua cá bộ là 830.000 đồng một bộ và mua lẻ cánh là 450.000 đồng cho các bác nhé. Đấy, các bác có thể ngắm lại một chút này. Hàng thao máy thì có hơi xước sát một chút nhỏ nhỏ các bác nhé. Hình thức là
90-95% thôi. Tiếp theo thì ở đây em có một bộ cánh cửa nhôm, khung bằng nhôm và bên trong sẽ là bằng mica các bác nhé. Khung nhôm và bên trong bằng mica này, tay nắm bằng inox này, có bản lề bằng nhôm các bác nhé. Đấy, sẽ có ba cái bản lề bên một cánh này. Đấy, hai cánh thì sẽ có 6 cái bản lề. Đấy, hàng tháo máy thì chắc chắn thì nó có xước sát này. Một vài con ốc nó bị hơi han một chút các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy này, hơi han một chút này. Này, hàng tháo trên máy của nước ngoài, của Hàn Quốc thì có những cái tem của tiếng Hàn và tem phiên dịch tiếng Việt đã có sẵn các bác nhé. Ở trên bộ cánh này này là tay nắm của nó được làm bằng inox và âm vào khung mica này. Và ở dưới thì sẽ có một cái ô thoáng bằng những cái tấm lưới bằng inox nhé. Cái này là ô thoáng những cái tấm lưới bằng inox này. Đấy. Ở trên bộ cánh này này, một cánh này thì nó có một cái rãnh lỗ như thế này. Rãnh lỗ nó khoảng dài khoảng một ngón tay nhé. Dài khoảng một ngón tay ở đây này. Và ở đây có một cái lỗ hình tròn ở đây nữa này. Đấy. Ở đây có một cái lỗ dài thì khoảng một ngón tay và cái này là cái lỗ hình tròn. Đây là tổng quan bộ cửa này các bác nhé. Đây. Kích thước của bộ cửa, chiều cao của nó sẽ là 137,5 cm nhé. Đấy là 1m37,5. Đấy. Gọi bằng mm thì sẽ là 1375 các bác nhé. Đấy. Chiều rộng ở đây là 71 cm. Đấy, chiều rộng em tính cả hai cánh rồi các bác nhé. Em sẽ tính từ hông cánh bên này sang hông cánh bên này. Các bác phải về thì các bác chỉ trừ hao ra một chút nhé. Các bác về đo lại để các bác làm khung cho nó phù hợp. Đấy. Ở đây thì em đo thì em chứ 1-2mm thì em chứ làm tròn lại thôi. Ví dụ cái 71, rộng 71 này thì thường nó sẽ là 71,1, 71,2 thì em làm lại 71 các bác nhé. Thì các bác nên phải đo lại một chút để khi về các bác đo lại một chút để cho nó chắc chắn, tránh làm hở nhiều quá nó không được đẹp nhé. Đấy, hình thức của của bộ cánh cửa thì hàng thao máy thì chắc chắn là có xước sát và một vài cái chi tiết con ốc thì nó sẽ bị hơi han một chút như thế này các bác nhé. Đấy. Ở đây thì là bộ cửa số 4 các bác nhé. Giá là 1.200.000 đồng một bộ. Chiều cao là 1m37,5, chiều rộng là 71 cm nhé. Những bộ cánh này thì em vẫn có nhiều bộ các bác nhé. Em có nhiều bộ, các bác nào mua 1-2 bộ thì em vẫn có cho các bác nhé. Đấy, bộ cửa số 4 giá là 1.200.000 đồng một bộ cho các bác nhé. Đây các bác có thể ngó lại một chút này. Đây là tổng quan cả của bộ, gồm hai cánh các bác nhé. Tiếp theo em có một bộ cánh cửa khung nhôm, bên trong cánh thì nó sẽ làm bằng mica các bác nhé. Khung bên trong thành khung bên ngoài thì là khung nhôm định hình, bên trong thì sẽ là bằng mica. Ở dưới phần dưới cánh thì nó sẽ có một cái ô lưới này, ô lưới được làm bằng inox các bác nhé, ô lưới thoáng được làm bằng inox này. Đấy, ở hai bên rìa thì sẽ có đầy đủ 1, 2, 3 cái bản lề cho các bác nhé, vì cánh dài, cánh nó cao thế nên mà sẽ có 3 bản lề để tránh bị cong cong quanh vênh ấy, kiểu như thế. Sẽ có 3 cái bản lề để chịu lực tốt hơn các bác nhé. Đấy, hàng tháo trên máy của nước ngoài. Đấy thì nó vẫn còn này, đây là nguyên một bộ của nó nhá. Đây các bác nhìn thấy nó sẽ có cái tem niêm phong này, đấy. Đây, em quay sát lại một chút cho các bác xem đây. Nó còn cái tem niêm phong này. Đấy, đây là nguyên bộ nhé, còn tem niêm phong này, còn cảnh báo của chữ của tiếng Hàn và cảnh báo chữ của tiếng Việt này. Đấy. Có đầy đủ tay nắm nhé, tay nắm cửa này, tay móc cửa này, được làm bằng inox các bác nhé, tay này được làm bằng inox này. Đấy. Rồi, kích thước của nó các bác nhé. Đấy, ở đây thì em có kích thước này. Chiều cao của nó sẽ là 1m37 các bác nhé. Chiều cao là 1m37. Đấy, chiều rộng của nó, rộng nó sẽ là rộng hai cánh các bác nhé. Rộng của nó sẽ là gồm hai cánh luôn nhé. Nó sẽ là 91 cm. Đấy. Ở bên trên cánh cửa này này, nó sẽ có hai cái lỗ. Đây, một cái nó nằm ở đây, một cái lỗ ở đây, đường kính của nó sẽ khoảng 2 cm nhé. Này cái lỗ này này. Đấy. Và ở đây có một cái lỗ này, nó dài khoảng một ngón tay hơn một chút nhé. Một ngón tay hơn một chút. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Cao
chiều cao là 137,5 cm, có nghĩa là 1m37,5 hoặc là 1375 mm. Đấy, chiều rộng là 91 cm các bác nhá. Đấy, bộ cửa số 5 giá là 1.300.000 đồng một bộ nhá. Đấy, bộ này thì em có một bộ nhá. Bộ cánh cửa số 5 này em có một bộ thôi. Đây, ở dưới hai cái ô thoáng bằng lưới inox này, rất là đẹp. Đây, các bác có thể ngắm lại một chút bộ cánh cửa này nhá. Các bác được việc thì gọi điện ngay cho em Huệ để mua hàng các bác nhá. Tiếp theo thì ở đây em có một con quạt hút cho các bác nhé. Quạt này là quạt của Nhật luôn. Quạt này là quạt của Nhật, còn rất là mới các bác này. Đấy. Hàng này hầu như là chưa sử dụng luôn. Quạt rất là mới, còn nguyên cái túi bóng này các bác nhé. Đấy. Trước tiên thì em đo kích thước luôn cho các bác nhé. Nó thuộc cái quạt như kiểu là quạt sò thôi. Đấy. Nó quay ra đây, thổi ra đây. Nó giống như cái vỏ sò, vỏ ốc thôi các bác nhé. Đấy. Kích thước này, chiều dài của nó sẽ là 51 cm này, chiều rộng ở đây là 49 nhá. Cái phần dài, cái phần dài nhất nó phải đo từ cái mép chỗ đây này, từ cái mép này sang cái mép này nó sẽ là 60 các bác nhá, 60, và cái phần này nó sẽ là 48-49 các bác nhá, 48 cm các bác nhá. Cái phần đường kính của cái quạt không thôi nhá, nó sẽ là 42 cm này. Đây là cái phần đường kính của quạt này, các bác có thể tháo rời nhá. Các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc này. Hàng của Nhật nó thiết kế rất là hay, các bác có thể tháo rời bằng 4 con ốc. Nếu mà hư hỏng thì các bác có thể thay rất là dễ dàng nha, 4 con ốc bác nhắc nguyên cái quạt ra. Còn cái lồng thì là vẫn giữ nguyên. Đấy. Các bác có thể thay quạt khác và lồng khác vào. Đấy. Đây là chiều quay này, nó có ghi cái mũi tên chiều quay ở đây các bác nhá. Hướng chiều quay này. Đấy. Nó quay một cái mà quay rất là êm các bác nhá. Đây, đây là thông số quạt này. Đây. Thông số quạt đây các bác nhá. Đấy. Quạt này là quạt của Panasonic này. Các bác có thể tra mã này FI3CT2S này. Công suất ở đây là nó ghi là 150W nhé. Đây là công suất trung bình 150W này. Ở đây này, nó có thể sử dụng bằng biến tần các bác nhé. Đấy, sử dụng bằng biến tần, sử dụng điện 200V này. Đấy, nếu mà 250Hz thì nó sẽ là 360W nhé. 60Hz sẽ là 411W này. Nếu mà các bác sử dụng điện 220V này, đấy là nó sẽ là 404W và 473W nha. Đấy, ở đây là 220V này, mắc của nó sẽ là, đây là cái chênh áp, áp hút này, 27.8, cái này là cái áp hút và áp thổi các bác nhé. Cái này là tiếng Nhật này, mình không đọc được. Đấy, nó toàn tiếng Nhật thôi. Đấy, có sơ đồ đấu này, SRT các kiểu này. Đấy. Cái này là các bác có thể về chạy bằng biến tần hoặc là chạy tụ đều được các bác nhé. Hiện tại thì em lấy tụ test ra đây thôi. Em lấy tụ để em test quay cho các bác thôi. Còn các bác về có thể là sử dụng bằng biến tần này. Còn không là các bác nào không có biến tần thì các bác có thể bảo là để tụ cho anh sử dụng. Đấu tụ luôn cho anh sử dụng thì em sẽ đấu luôn tụ cho các bác sử dụng nhé. Ở đây thì em đã đấu tụ rồi. Đấy. Ở đây thì sẽ test qua cho các bác nhé. Test qua một chút về cái vấn đề chiều quay các kiểu nữa này. Đấy, cho các bác có thể là thấy nhá, nó quay rất là êm này, quay nhẹ một cái này, như thế là nó quay rồi đây các bác này. Đấy, đây, 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 em quay nhẹ cái cánh chứ thế là nó quay. Đây, các bác nhìn thấy chậm chậm trên màn hình đúng không, nhưng mà nó đang quay đấy, đang quay rất là nhanh ấy. Đấy, nó chưa dừng đâu, đây này. Đấy, như thế này là mới dừng này. Đấy, nó này mới dừng này, em quay này. Cái này nó vẫn chưa là quay đấy, tại vì cái tần số nó khác nhau một chút, thế nên mà các bác nhìn thấy nó quay nhẹ nhẹ, nó vẫn đang quay, nó chưa dừng đâu các bác. Đây, các bác nhìn thấy nó vẫn đang quay nhá. Đây, đợi em một chút và em đang đấu cái điện. Đấy. Đây các bác nhá, nó quay rất là mạnh luôn, nó thổi rất là mạnh luôn các bác nhá. Cắm vào thì nó hơi ồn một chút, thế nên mà em rút ra thôi. Đấy, nó hơi ồn một chút các bác nhé. Nếu mà quạt với nó thổi khá là mạnh, miệng hút rất là lớn này. Đây, miệng hút lớn này. Miệng thổi nó là kích thước ở đây này. Đây là miệng hút nhé. Đường kính của nó sẽ là 26 này. Còn miệng thổi của nó sẽ là kích thước là 23 nhân với là 11 nhé. 23 nhân với 11, cái hình chữ nhật đấy. Đấy. Bác nào cần con quạt này về chế cháo thì có thể inbox qua cho em nhé. Ở đây thì em có quạt hút, đó là mã số 1 này các bác này.
Đấy, quạt hút mã số 1 giá là 1.950.000 đồng một con các bác nhé. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, các bác nào về dùng biến tần hoặc dùng tụ đều được nhé. Dùng tụ thì có thể bảo em đấu tụ, còn các bác nào dùng biến tần 3 pha thì 3 pha 220 hoặc 200 thì có thể sử dụng nhé. Nó thoải mái luôn sử dụng cho các bác này. Đấy, các bác về dùng biến tần thì nó sẽ bền hơn về dùng tụ các bác nhé. Đấy, mã quạt hút số 1 giá là 1.950.000 đồng cho các bác này. Tiếp theo thì ở đây em có cái con quạt hút số 2 các bác nhé. Đây, con quạt hút 2 này, giá là 2.900.000 đồng một con này các bác nhé. Con này là của Hàn Quốc sản xuất này. Đây, thông số của nó đây. Nó em sẽ đo kích thước một chút nhé, vì nó khá là nặng. Đấy, nó khá là nặng và to, nó chiếm luôn cả cái màn hình này. Đấy, kích thước chiều dài của nó này, nó là khoảng là 45cm nha, em tính ra cái miệng thổi này. Chiều cao của nó này, để em tính hết đến cái đầu miệng thổi này nó cũng là 45 nhé. Có nghĩa là hai chiều nó là như kiểu là vuông luôn các bác nhé. Vuông luôn. Và cái chiều dày của nó này là khoảng 30cm nhé. Chiều dày khoảng 30cm thì em tính từ cái mặt này, từ cái mặt này ra tận cái chỗ động cơ này là 30-31cm ở đây nhé. Còn cái chiều dài và chiều rộng là 45 này, em tính ra cả cái miệng hút này, miệng hút và miệng thổi nhé. Đây, chiều cao này lên tận độ cũng là 45 các bác nhé. Đấy, em tính như thế cho nó dễ. Đấy, cái đường kính của cái đầu miệng thổi này nó sẽ là 24.5cm các bác này, 24.5cm, nhưng thực tế nó không đến 24.5cm cái miệng thổi đâu, vì ở đây này miệng thổi bên trong này nó là hình vuông. Đấy, còn cái miệng hút này, miệng hút thì nó đường kính cũng như thế thôi. Đấy, à, miệng hút thì đường kính nó cũng không khác gì nhau đâu, là 24.5 các bác nhé, 24.5 này các bác này. Đấy, một miệng hút và một miệng thổi. Đấy, rất là to các bác nhé. Con này động cơ nó rất là to này. Đấy, tổng cân nặng của nó phải hơn 20kg các bác nhé, 20kg một con quạt. Đấy, rồi ở đây thì em sẽ cho nó nằm xuống, em đo cho các bác kích thước một chút, à cho các bác thông số vì nó khá là nặng nhé. Đấy, à để như này cũng được. À, trước tiên là cái động cơ này, đường kính của cái động cơ này nó sẽ là 18cm nhé. Đường kính động cơ là 18cm, rất là dày. Đấy, con này được làm bằng nhôm nhé, động cơ của nó được làm bằng nhôm này. Đấy, đây là cái thông số các bác nhé. Thông số của nó này, nó sử dụng điện 1 pha 220V các bác nhé. Chuẩn 1 pha 220V zin nhé. Đấy, à, tần số 50Hz thì chạy công suất là 760W này. Và tần số là 60Hz thì là 1145W. Ở Việt Nam thì mình dùng điện 220V và 50Hz, công suất của nó là 760W nhé. Tốc độ hút của nó này 53 m³/1 phút, có nghĩa là 1 phút nó hút được 53 m³, nên rất là mạnh các bác nhé, rất là mạnh. Đấy, trọng lượng này 20kg này, trọng lượng 20kg các bác nhé. Ở đây thì nó có thể có cái thông số vòng bi luôn các bác này, 60 6204 ZZ này. Nếu mà hư vòng bi các bác có thể là mua, nhìn mã đây mua luôn, không cần phải tháo ra các bác nhé, rất là tiện luôn. Hàng của Hàn Quốc này, à, sản xuất tháng 12 năm 2014 các bác nhé. Đấy, công suất là 760W các bác nhé. Đấy, đây có chiều này, cái chiều này, mũi tên này, có nghĩa là đặt cái chiều này xuống này. Đấy, đó. Ui, nó rất là nặng các bác nhé. Đây, mã quạt hút số 2 giá là 2.900.000 đồng nhé. Đây các bác này, à, nó ra 2 dây. Đấy, con quạt nào sử dụng điện 220V nó cũng có tụ cả thôi các bác nhé. Đấy, đây. Đấy, ra 2 dây thì em sẽ cắm điện nhé. Nó cũng rất là mạnh cho các bác nhé. Đấy, các bác nhìn siêu mạnh luôn. Đấy, con quạt có 760W thôi nhưng mà hút thổi rất là mạnh các bác nhé. Đấy, à, con quạt hút số 2 các bác này, giá là 2.900.000 đồng một con này cho các bác nhé. 2.900.000 đồng. Đấy, tiếp theo thì ở đây em có một ít những cái thanh V inox các bác nhé. V inox 3x3 này, V inox 3x3 độ dày là 3mm nhé. Ở đây thì em có hai cái kích thước này, 61cm và 75cm các bác nhé. Đây, đấy, thanh V của nó đây các bác này. Đấy, thanh V, à, độ dày là 3mm đây các bác nhé. 2.9, 3mm này. Đấy,
Kích thước thì có hai loại nhé, một loại dài là 61 cm, nó là 60,8 các bác nhé. Đây 60,8 này các bác này, đây 60,8, 60,9 này, nó chưa được đến 61 đâu. Đấy, nó còn 1 mm nữa mới được cả. Đấy, 61 cm nhé, là 70.000 đồng một thanh các bác này. Đấy, 70.000 đồng một thanh V các bác nhé. Và cái loại là 75 cm này, nó sẽ là 90.000 đồng một thanh các bác nhé. Đó, 75 61 này, thanh này thanh 75 đây các bác này. Đây là thanh 75 nhá, nó cũng thiếu một khoảng 1 mm được các bác nhé. Đây các bác đã nhìn thấy nó thiếu khoảng 1 mm này. Đấy, nó mới được 75 nhá. Đấy, đều là độ dày là 3 mm các bác nhá. Đây, độ dày của nó đều là 3 mm các bác này. Đấy, 2.95, 2.93, nó là 3 mm một thanh. Đấy, trên thanh thì sẽ có một vài cái lỗ đây này, một cái lỗ này, hai cái lỗ này và ba cái lỗ để bắt ốc nhá, nó đã có sẵn rồi nhá. Đấy. Em có hai loại thôi các bác nhé. 3x3 dày 3 mm, 61 cm thì là 70.000 đồng một thanh, và 75 cm thì là 90.000 đồng một thanh nhé. Hàng thì em có số lượng nhiều đấy các bác này. Các bác cần thì có thể mua thử một vài thanh nhé. Đây, có một chút ở đây rồi này, nó sẽ là đã gần chục thanh rồi, 2, 4, 6 thanh rồi nhé. Còn ở đây thì rất là nhiều. Các bác cần thì mua thử một vài thanh trước nhé, mua 1-2 thanh trước nếu mà được việc, hoặc là về thấy ok thì có thể mua thêm các bác nhé. Đấy, em có hai loại kích thước như thế thôi. Các bác nào cần thì inbox qua cho em nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một ít cái lưới thép hàng thau máy các bác nhé. Lưới thép có mạ một lớp bên ngoài rồi, nhưng mà các bác để ngoài trời lâu ngày thì nó vẫn bị han các bác nhé. Đây, nó có mạ một lớp bên ngoài này, hãy được hàn bằng nhà máy, nó hàn nhiệt các bác nhé, nó hàn nhiệt rất là chắc chắn nhé, nó không chấm hàn giống như của mình đâu. Đây các bác nhìn thấy cái mối hàn của nó này, hàn nhiệt rất là chắc chắn nhé. Các bác dùng búa gõ chưa chắc nó đã bung ra được cái này đâu. Đấy, chưa chắc đã bung ra được cái mối hàn này đâu. Đấy, rất là chắc chắn này. Đấy, lưới thép này thì ở cái khung bên ngoài nó được đan bằng cái thép 6 mm, 6 mm các bác nhé. Đây em đo lại một chút này. Đây cái lưới thép ở cái khung bên ngoài này. Đấy, nó sẽ đan được bằng cái lưới khoảng 5.7, 5.8 nhé, 5.8 mm này, em cho là 6 đi. Đấy, 6 mm các bác nhé, em cho là 6 mm cái lưới đan ở bên ngoài này. Đấy, cái phần lưới đan ở bên trong này nó sẽ là 3 mm các bác nhá, 2.9 này. Đấy, 3 mm. Đây em ép rất là chặt nhá. Em đẩy rất là chặt này. Đấy. Đây, em đẩy rất là chặt này. 2.9 mm đây, đây những cái lưới thép này này. Đấy. Cái khoảng cách giữa các ô này em đo ở phần giữa trung tâm cho nó tiện nhá. Cái ở khung bên ngoài thì cái lưới cái kích thước của cái này dày hơn, cái này nhỏ hơn thì nó sẽ không đều, nó sẽ không giống như ở bên trong. Nhưng mà dãy này thì nó sẽ đều nhau. Còn bên trong này, cái kích thước bên trong nó sẽ là đều nhất các bác nhá. Nó sẽ là 10 như này cho dễ này. 11 này nhân với 9,5 các bác nhá. Đấy, chiều dài 11, chiều rộng hơn 9,5, cái lỗ với kích thước lỗ này các bác này. Đấy. Còn kích thước tổng thể của tấm lưới này này, nó sẽ là 90 x 65 nhá. Đây. Các bác xem cái tên này. Đấy, tấm lưới thép 90 x 65 cm nhá. Là cái kích thước của nó luôn các bác nhá. Đấy, em bán theo combo nhá, 200.000 đồng 5 tấm, 200k 5 tấm lưới này cho các bác này. Đấy, em bán theo combo cho các bác nhá, 200.000 đồng 5 tấm. Các bác lưu ý nhá, cái tấm lưới thép này này, hàng nó rơi vào khoảng cái cồng kềnh, cho nên mà phí ship nó 5 tấm này nó rơi vào khoảng 40 đến 45.000 đồng combo 5 tấm lưới thép này các bác nhá. Đấy, một combo 5 tấm thì phí ship nó rơi vào khoảng 40 đến 45.000 đồng cho các bác nhé. Đấy, các bác cứ tính đến tay các bác nó rơi vào khoảng 50.000 đồng, khoảng 45 đến 50.000 đồng một cái tấm tấm lưới như thế này. Đấy. Hàng của nước ngoài họ hàn rất là chắc chắn và rất là đều các bác nhé. Đấy. Tấm nào cũng đều tăm tắp như nhau, kích thước y hệt như nhau. Đấy. Rồi, tấm lưới thép kích thước 90 x 65 cm nhé, combo 5 tấm giá là 200.000 đồng một combo các bác nhé, 200.000 đồng 5 tấm. Hàng thì em có số lượng nhiều, các bác mua 2, 30, 50, 100 tấm thì vẫn đủ cho các bác nhé. Các bác chưa mua thử một vài combo về làm việc được, nếu mà được việc thì có thể quay lại mua tiếp các bác nhé. Đấy. Tiếp theo thì ở đây em có những cái mã
có những cái kia góc chữ A các bác nhé. Rồi hang vào những cái kia góc chữ A này. Đấy, kia góc này thì được đúc nguyên khối các bác nhé. Đây, họ đúc nguyên khối như thế này này. Đấy, không phải lắp ghép nhé. Và ở trên kia góc thì nó sẽ có hai cái lỗ, một cái ở đây và một cái ở đây này, để có thể là bắt ốc vào. Đấy, kích thước của nó nhá, cái bản này các bạn rộng là 4 cm hai mặt này, hai mặt sẽ là 4 cm đều nhá. Đấy, các cạnh của nó sẽ là dài là 5 và 5 cm nhá. Đấy, độ dày của ke góc này nó sẽ là 9 mm nhá, 9 mm. Ở đây thì có những cái rãnh lỗ này, các bác về muốn bắt ốc ở đây này, các bác ta dùng cái mũi khoan taro ấy, các bác khoan vào đây là các bác có thể siết ốc được ở đây nhá. Đấy, nó rất là nhiều tác dụng, các bác về làm những ke, những cái bộ góc vuông các kiểu nhá, nó hình chữ A như thế này, nhưng ở bình này nó sẽ vuông góc các bác nhá. Đấy, em bán theo combo. Đấy, một combo là 10 cái thì sẽ có giá là 120.000 đồng các bác nhá. 10 cái ke góc như thế này, nhôm rất là dày nhá. Hàng tháo máy này, nhiều chỗ nó sẽ có vấn đề như xước xước một chút và móp móp một chút như thế này nhá. Đấy. Rồi, mã ke góc chữ A sẽ có giá là 120.000 đồng. 10 cái như thế này các bác nhé, combo 10 cái 120.000 đồng, mã ke góc chữ A cho các bác. Tiếp theo thì ở đây em có những cái áp 3 pha các bác nhé, áp 3 pha chống giật, áp 3 pha chống giật 300A, có vẫn còn nguyên những cái tay vặn này, những cái cơ cấu vặn để không cần phải gạt, gạt như thế này thì các bác dùng cả tay gạt thì nó rất là nặng nhé. Đây thì cơ cấu bằng vặn tay này, có trợ lực bằng những cái lò xo như thế này rồi, các bác vặn thì nó rất là dễ dàng nhé. Đây, có đầy đủ ốc ác cho con, đầy đủ ốc ác cho các bác này. Đấy, rất là nhiều những cái con ốc ác đầy đủ nhé các bác nhé. Đấy, em sẽ để xuống này, em sẽ lên cho các bác con ác này. Đây, ác rất là mới và đẹp nhé. Em phải lót thêm một cái lớp bìa ở bên dưới để tránh bị xước sát này. Đây, tem của nó nhé, LCB này các bác nhìn thấy này, LCB nhé. Đây, mã của nó là EPS403C 300A này, hãng của LS Electric nhé, Made in Korea này, sản xuất tháng 7 năm 2012 các bác nhé, sản xuất tháng 7 năm 2012 này, hàng rất là đẹp luôn đây, hàng tháo trên máy xuống còn rất là đẹp, cả trên cả dưới này. Đó, nguyên siêu các bác nhé, nguyên cái siêu của nó này. Đấy, áp là áp chống giật này, áp chống giật này 100-250mA các bác nhé. Đây, rất là to và rất là đẹp luôn thì, và rất là nặng nữa các bác nhé. Em sẽ đo kích thước qua qua cho các bác này. Ở cái thước của em thì không thấy ở đâu cả, tôi không đo nữa các bác nhé. Đấy, nó rất là to, nó khoảng 25cm ở đây nhá, chiều dài vì nó là 300A mà. Đây, 300A này. Đấy, sử dụng điện được cả 220V hoặc là 460V đều được nhá, 3 pha hoặc là 2 pha đều được này, 220V này, và còn là 460V đều được này, 220V trên 250V này, 415 hoặc 460V này. Đấy, 1 pha hoặc 3 pha đều được các bác nhé. Đấy, nó là 300A. Đấy, có đầy đủ những cái cụm vặn như thế này này các bác nhé. Đấy, áp 3 pha 300A có giá là 2 triệu 300 nghìn đồng một cái cho các bác nhé. 2 triệu 300 nghìn đồng một cái, đầy đủ ốc ác tay vặn các bác nhé. Đây, khi mà các bác để xuống cái này thì các bác phải cái tay vặn này, nó các bác phải đế, phải vặn xuống nhiều cái khác nữa các bác nhá. Đấy, các bác phải vặn xuống nhiều, xuống một cái đế hoặc là cái tủ điện nhá. Đấy, còn cái này thì cái nào nó cũng nhấc lên được thôi, vì đây là hai cái chốt này, hai cái chốt này để vặn này. Đấy, các bác có thể vặn con át này. Đấy, on off rất là đơn giản nhá. Ở đây là đang là on hay là đang là off nhỉ. Đấy, các bác có thể vặn lên này. Đấy, đấy, vặn lên này nhá. Cái này là cái cơ cấu chốt của cánh tủ nhá các bác nhá. Các bác muốn vặn lên thì các bác phải giữ chỗ đây này, giữ cái này này. Đấy, các bác muốn vặn lên này, các bác giữ cái này sang này. Đấy, thế thì nó mới lên được các bác nhá, nó mới lên mới xuống được các bác nhá. Đấy. Đấy, sau vặn xuống này, các bác dùng lực. Đấy, vặn xuống này, nó rất là mạnh luôn. Đấy, khi mà các bác tháo ra nhé, các bác rút ra này, các bác dùng tay nhé, các bác dùng tay các bác vặn nhé, các bác dùng tay các bác để con át lên cũng rất là nặng nhé. Đấy, rất là nặng,
vì nó tận 300A mà. Đấy, ba con thì đều giống nhau nhá, 300A cùng một mã tháo trên cùng một tủ, rất là đẹp, xuống cho các bác nhá. Đấy các bác ọp xuống này. Đấy. Đấy, rất là nặng luôn. Đấy, ở trong nhà máy thì họ có thêm một cái tay cần ra đây thì nó sẽ khỏe hơn nhá. Còn đây là mình gạt bằng tay thì nó sẽ là rất là yếu. Thế nên mà nó thiết kế thêm cho khi mình vặn bằng tay ấy thì có thêm cái khóa như thế này nhá. Đây cái khóa vị trí này nó lại để là chốt cho khi là đang mở tủ điện thì cái khóa này sẽ không, anh em vặn và các bác vặn không sẽ lên được. Đấy. Còn khi mà các bác đóng cái cửa tủ nó sẽ có một cái chốt để mở nó ra thì mình có thể vặn được các bác nhé. Đấy rồi, ba con thì giống nhau, đều đẹp như nhau. Đấy, giá của nó sẽ là 2.300.000 đồng một con áp 3 pha 300A các bác nhé, 3 pha 300A. Ở đây thì em lại có một con bơm vacuum các bác nhé, bơm hút chân không đấy, bơm màng vacuum của Đức các bác này. Đây là tổng quan của nó nhé. Này, điện thì em đang cắm sẵn nhé. Đó. Mặt này là nó sẽ là cái mặt hút này, mặt hút này, mặt xả khí này. Đấy. Hai cái tay này sách này bằng nhựa nhá. Còn cái khung này nó sẽ bằng nhôm các bác này. Đấy, khung này bằng nhôm nhá. Đấy, đây nó cũng là cái tay sách này. Đấy, vị trí này này. Đấy. Ủa chà, nó nặng quá các bạn. Các bạn đợi em một tí nhá. Đây ạ. Con này, này nó sản xuất năm 2020, rất là mới nhé. Sản xuất tại Đức này, Made in Germany này. Các bác có thể phóng to màn hình ra để xem nhé. Đấy, con này sử dụng điện 200 đến 230V này. Điện zin nhé các bác nhé. Công có ở đây có một công tắc này, một cục chì và một cái jack nguồn 3 chấu nồi cơm điện nhé. Em có tặng kèm khi các bác mua máy bơm các bác nhé. Đấy, bơm chân không này. Đấy, nó có thể hút được là 14.3 mét khối trên 1 giờ nhé. 14.3 mét khối trên 1 giờ, nó hút rất là mạnh các bác nhé. Đấy, mà lực hút của nó là 1.5M3 này. Đấy, 1.5M3. Hàng Made in Germany nhé, vacuum brand này. Đó. Đây, em sẽ quay từ quay cái vị trí điều khiển cho các bác nhé. Đây, ở vị trí điều khiển thì em có hai loại. Có nghĩa là ở đây là nó có một loại. Loại này là nó kèm cảm biến đi theo này. Đây là cái loại có sẵn cảm biến đi theo nhá. Cảm biến nó nằm ở đây. Các bác cấm cái ống hút vào đây, nối vào một cái chặng 3 để đo lưu lượng nhá. Còn một loại là cảm biến rời. Một loại là cái cảm biến này, nó đi theo cái màn rời này. Có nghĩa là cái màn này, này nó sẽ rời với cái dây cảm biến là kết nối rời nhá. Đấy, nó có cái rời thì nó có lợi thế nhá. Nó có lợi thế là các bác có thể là đưa cảm biến này ra xa hơn. Đấy. Nhưng mà cũng không lợi thế lắm nhá. Như trong khi cái liền này này, các bác đưa cái đường ống này dài hơn thì nó cũng không khác gì là cái cảm biến này, vì cảm biến này thì dây nó cũng có hạn chế rồi này. Dây nó có hạn chế rồi nhá. Dây nó có 2 mét thôi. 2 mét rưỡi thôi thì nó cũng chỉ ra được như thế thôi. Cái này đường ống càng dài thì các bác nối càng các bác nối dài ống này thì là càng tốt thôi. Ống thì nó rẻ hơn đấy các bác nhá. Đấy, đó là cái bộ điều khiển này. Các bác lấy bộ nào cũng được. Các bác khi inbox cho em bảo anh cho anh cái bộ điều khiển kè liền cảm biến ở bên trong này, hoặc là cái bộ điều khiển cảm biến rời các bác nhé. Các bác nhé. Đấy. Đấy. Ở đây thì tiếng của nó sẽ có rất là nhiều tiếng nhé. Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng nói chung là tiếng châu Âu. Tiếng châu Âu và rất là nhiều các loại tiếng khác nhé. Điều khiển thì nó cũng đơn giản thôi. Đây là các chế độ này. Mode này, vacuum, bơm, auto các kiểu này. Đấy. Configuration này. Đấy, ở đây thì có điều chỉnh được là sensor, màn hình các kiểu này. Đấy. Rồi. Thoát ra như thế nào nhỉ? Đây, bách ra các bác nhé. Mode này. Đấy. Program này. Đấy. Mode này, vacuum down các kiểu này. Đấy. Display này, language này. Cái này là các bác điều khiển thứ tiếng ở đây nhá.
Đấy, xoay bằng cái núm này này, rất là núm này ve rất là thích các bác nhá. Đấy. Thôi em để tiếng Anh cho nó dễ hiểu này. Đấy, bách nó ra đi. Đấy, à, ở đây nó có một cái đế này, có một cái đế kèm theo nhá, dắt vào đây này. Đấy, dắt vào đây để sử dụng nhá. Đấy, à, sử dụng cũng rất đơn giản này. Các bác cài đặt nhiệt độ bằng cái này, à cài đặt áp hút bằng cái này và nhấn start thì nó sẽ chạy nhá. À, nhấn start thì nó sẽ chạy nhá. Ở đây thì em đang cài cái mode khác đây. Vacuum down này. Đấy, là em nhấn ok này là bấm start cho nó sẽ chạy này. Đấy, nó hút rất là mạnh các bác nhá. Nó hút rất là mạnh. Đấy, tốt này. Đấy, ở đây thì các bác đợi em một chút, em lấy một cái miếng giấy. Đấy, treo ở đây cho nó hút cho các bác dễ nhìn thấy nhá, lực hút của nó nhá. Đây này. Em bấm start là nó chạy nhá. Đây nhá. Thủng luôn tờ giấy các bác nhá. Đấy, nó hút thủng luôn tờ giấy các bác nhá. Rồi, rất là ghê gớm, rất là mạnh. Đấy, một con bơm của Đức này, bơm vacuum của Đức nhá. Đấy, con bơm này mã số 1 nhá. Bơm số 1 này, giá là 5.200.000 đồng một cái nhá. Là bơm vacuum thì em có nhiều loại này, nên em bơ lên con bơm này để bơm số 1 cho các bác nhá. 5.200.000 đồng một cái này nhá các bác nhá. Đấy, hàng các bác chuyển khoản thì sẽ được bao ship những cái con bơm và giá trị lớn. Đấy. Đó, vì hàng nặng thì các bác mua hàng thì cũng cọc trước cho em một vài trăm ngàn nhá. Đấy, con này nó nặng tận 30 kg cơ, 28.9 29 kg. Đây là do nhà sản xuất nha, còn mình cân thực tế nó cũng tầm đấy các bác nhá. Đấy. Tại vì khung nó là bằng nhôm, khung nhôm này. Đấy, chỉ có hai cái tay sách hai bên nó là nhựa thôi, khung bằng nhôm. Đấy, rất là đẹp. Hàng tháo máy ra như mới luôn các bác nhá. Đấy. À, bơm vacuum số 1 này. Giá là 5.200.000 đồng một cái cho các bác nhé. Tiếp theo thì ở đây em có một cái con Eto các bác nhé. Eto cực kỳ khủng luôn. Con này nó phải nặng hơn 1 tạ các bác nhé. Nó hơn 1 tạ, cái cân của em 1 tạ thì nó quá 1 tạ nên mà không đo, không cân được chính xác là nó nặng bao nhiêu. Đấy, nó đưa vào khoảng 1 tạ 1, 1 tạ 2 gì đấy. Đấy. Mà con này các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy tổng thể của nó nhé. Kích thước chiều dài của nó này, nó rơi vào khoảng là 66-68cm chiều dài nhé. Đấy. Rộng thì đây là em tính rộng đế nhá, cái đế của nó này, cái đế của nó từ bên này sang bên đây các bác nhé. Đấy, nó có những cái lỗ con ốc để các bác có thể là bắt ốc nhá. Bề rộng của nó khoảng 45cm các nhá. Đấy, bề rộng là 45 và chiều cao ở đây nó khoảng là 23cm này, 23cm. Đây, cái miệng kẹp của nó còn rất là đẹp các bác nhé. Đây, hai cái mặt kẹp này còn rất là đẹp này. Đây, con này tháo trên cái máy phay lớn của máy công nghiệp đây các bác nhé. Máy phay lớn của máy công nghiệp này, siêu to khổng lồ luôn. Đấy, con này thì hai đầu này sẽ có là hai cái đầu kẹp ở đây này các bác này, để các bác có thể là xoay này. Các bác có thể xoay ở bên đầu này này. Đấy, đầu này xoay nhá. Và đầu này cũng thế này, bác dùng ngón lên các bác xoay để có thể kẹp vào kẹp ra nhé. Đây, em sẽ xoay cho các bác thấy này. Đấy. Đó, xoay cũng khá là nhẹ thôi. Đó, không có gì là nặng nhé, nhưng mà chẳng qua là em phải xoay để một tí, em phải xoay lại một chút nhé. Đây. Đây, phải dùng một lực một chút, nhẹ nhẹ một chút thì nó mới đẩy được các bác nhé. Đấy. Đấy, xoay cũng rất là mượt và em cái này các bác về trao một chút mỡ bò vào đây nữa thì thôi em ru các bác nhé. Đấy, các bác cho thêm một chút mỡ bò vào cái phần xoay của nó thì là nó em ru này. Đây em đây kẹp này còn khít khịt các bác nhé. Đây đây, cái lưỡi kẹp của nó còn rất là khít các bác nhé. Đấy, hai đầu thì các bác có thể là dùng bên này. Đấy, hoặc là dùng bên này. Đều kẹp được. Đấy, đều kẹp được các bác nhé. Cái kích thước miệng lưỡi kẹp của nó vào khoảng là 20-25cm nhé. 20-25cm.
quay ra thì nó lại rất là lâu, thế nên thôi. Đây, quay ra nó sẽ như thế này. Thôi, các bác đợi em một chút nhé, hơi dài một chút cũng được. Em sẽ quay ra hết cỡ để em cho các bác xem kích thước chính xác các bác nhé. Đấy, cái miệng của nó sẽ kẹp được bao nhiêu nhé. Đây, đến đây thì em thấy nó nặng nặng rồi thì thôi em đo luôn kích thước cho các bác nhé. Ở đây nó rơi được là 22 rồi. 22 cm nhé. Đấy, kẹp của nó 22 cm, rất là to các bác này. Đấy, tình trạng của nó là trong nhà máy ấy, họ sơn. Đây, họ sơn lên những cái sơn, lớp sơn đi sơn lại ấy. Họ không đánh cái sơn cũ ra. Thế mà sơn đi sơn lại đâm ra là nó dày cái lớp sơn này. Mình về mình phải đánh lại nhé. Họ sơn đi sơn lại nên mà họ bịt mất cái đầu bơm dầu ở chỗ này rồi đây. Đây đây có một cái bầu đầu bơm dầu bơm mỡ vào cái khớp vòng bi đây nhá. Nhưng mà họ bịt mọ sơn nhiều quá, nó chỉ còn cái đầu đây các bác này, các bác nhìn thấy nhá. Nó chỉ còn cái đầu này thôi. Nhưng mà không bơm được dầu vào đây nữa rồi. Đấy, mình về mình phải xử lý lại nhá. Đấy, mình về mình phải xử lý xả cái sơn cũ đi này. Sau đó nhá. Sau đó mình lại sơn mới lên. Đấy các bác về sưu tầm những cái con Eto này rất là khủng luôn. Hàng siêu khủng các bác nhé. Đấy, nặng hơn một tạ luôn. Đấy. Nặng hơn một tạ các bác nhé. Đấy, bác về làm sưu tầm, sửa chữa, sơn xịt lại nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, tháo đi những con máy phay công nghiệp rất là lớn các bác nhé. Con này thì giá là 7.500.000 đồng các bác nhé. Con này thì có thương lượng các bác nhé. Đấy, các bác hợp ví tiền thì các bác có thể thương lượng với em. Đấy, em báo giá là 7.500.000 đồng con này cho các bác nhé.